Sốt xuất huyết là một cái bệnh mà đa triệu chứng. Đấy. Thường là biểu hiện đầu tiên là sốt. Sốt thì có thể nói là gần như 100% số người là có sốt. Sốt xuất huyết có cái giai đoạn nó sốt đột ngột, sốt cao. Đột ngột sốt cao rồi thì nhức đầu, đau mỏi toàn thân rất hay gặp. Mệt mỏi, ăn uống kém. Có thể là có những trường hợp thì đau bụng, có những trường hợp thì ói mửa. Đấy, thì những triệu chứng, nó rất nhiều triệu chứng, nhưng mà chủ yếu là sốt, đau mỏi toàn thân, có thể ói mửa đầy bụng, khó tiêu, ăn uống kém. Thì chúng ta lưu ý, nhất là sốt cao đột ngột. Và thường sốt xuất huyết nó chia làm 3 cái giai đoạn. Đấy. Ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì thường gọi là giai đoạn sốt, sốt cao. Thì thường sốt cao đau mỏi người. Đấy. Có thể là buồn ói, có thể là đau bụng gì đấy. Từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 7, người ta gọi là giai đoạn nguy hiểm. Tại sao gọi là giai đoạn nguy hiểm? Bởi trong giai đoạn này, bệnh nó thể hiện, nó nặng dần lên. Có thể gặp những triệu chứng đó, như thể là xuất huyết. Hai là tụt huyết áp, có thể dẫn đến sốc. Có thể là suy cơ quan, ví dụ như là suy tim, suy gan, suy thận. Đó. Hoặc là những triệu chứng về thần kinh. Đó. Rồi có thể nặng, thì gọi là đây là gọi là giai đoạn nguy hiểm. Còn từ nếu như mà một người bình thường diễn biến, nếu vượt qua được giai đoạn nguy hiểm này thì nó sẽ là giai đoạn hồi phục. Bây giờ bệnh nhân sẽ bớt sốt đi, thấy khỏe lên, đỡ đau nhức, ăn uống thấy ngon miệng và dần dần hồi phục. Đó. Thường thường là như vậy. Nhưng mà cũng có những cái thể nó nhẹ hơn thì người ta có thể là triệu chứng thì rất nhẹ, sốt nhẹ sơ sơ rồi đau mỏi người sơ sơ, có thể 4-5 ngày sau nó đã khỏi rồi. Nhưng mà thông thường chung là diễn biến phải qua một tuần. Đấy là cái triệu chứng và những diễn biến của sốt xuất huyết như vậy. Muốn phát hiện sớm thì khi có dấu hiệu đó mà lại ở trong vùng dịch tễ là vùng đang có sốt xuất huyết lưu hành. Chúng ta đã tiếp xúc với những người bị sốt xuất huyết nằm ở trong vùng dịch hoặc là đi qua vùng dịch trong khoảng thời gian từ 2 đến 14 ngày mà có sốt lên là phải cảnh giác sốt xuất huyết. Đấy. Và phải đi khám sớm. Chúng ta phải làm xét nghiệm sớm. Là vì chúng ta biết rằng cái nguyên nhân của sốt xuất huyết là do virus đen. Nó là virus thuộc cái nhóm gọi là Mycoviridae. Thế thì nó gây ra sốt xuất huyết, nó cũng khi mà triệu chứng của nó thì lúc đầu tiên thì cũng là sốt đau nhức như các loại virus khác thôi. Đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta không phát hiện để mà theo dõi sát, để mà điều trị kịp thời thì nặng. Cho nên là khi điều trị sốt xuất huyết thì người ta điều trị triệu chứng và chủ yếu là theo dõi để xử lý kịp thời nếu nó có biến chứng xảy ra. Mà chúng ta không theo dõi, không phát hiện, không theo dõi kịp thời, khi biến chứng xảy ra thì có thể rất nặng. Cho nên là bà con đừng có chủ quan, bởi vì năm nay số người chết nhiều, trẻ em chết nhiều hơn người lớn do mình chủ quan lơ là, vấn đề là không phát hiện bệnh sớm. Chúng ta có thể khi mà thấy sốt rồi chúng ta cứ đi khám ở những phòng mạch, thậm chí còn truyền nước biển. Đến lúc mà bệnh diễn biến nặng có biến chứng rồi mới vào viện, đó giai đoạn muộn rồi thì xử lý nó khó và dễ nguy hiểm cho tính mạng.